Vũ trụ là một khái niệm rộng lớn, đồ sộ, vượt xa khỏi vốn kiến thức thông thường của con người. Bên ngoài khoảng không gian lạnh lẽo heo hút đó, còn tồn tại cả những khái niệm vĩ mô hơn nữa gọi là đa vũ trụ, The Multiverse, nơi tập hợp của rất nhiều vũ trụ khác nhau. Bên trong mỗi vũ trụ lại là vô số những hành tinh, tiểu hành tinh và vệ tinh, vân vân. Vũ trụ của các Ultraman cũng đem trong mình điểm tương đồng như vậy. Ngày hôm nay, dưới bài viết được nghiên cứu bởi anh Hoshino Aoi, hãy cùng RTK Media chúng mình tìm hiểu về một đa vũ trụ rộng lớn muôn màu của các Ultraman, hay còn được gọi với cái tên phổ thông hơn là The Ultraverse nhé. Video này cũng sẽ có sự góp mặt của giọng đọc mới được RTK Media tuyển chọn, mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Franchise xoay quanh các Ultraman tính tới nay đã chia ra thành rất nhiều thế giới và vũ trụ khác nhau, từ vũ trụ chính nơi M78 tồn tại, vũ trụ của Ultraman Tiga và Dina, hay của Ultraman Nasus. Vì quy mô của nó vô cùng rộng lớn và có thể khiến cho nhiều bạn mới tiếp cận dòng phim cảm thấy bị choáng ngợp và nhầm lẫn các thông tin, nên hãy chú ý theo dõi kỹ càng video này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với tuổi thơ của mọi người, thế giới của Ultraman Tiga và Dina, một vũ trụ mà Ultraman đã tồn tại từ rất lâu, từ thời cổ đại của trái đất, cũng là nơi mà con người đã đặt chân đến được sao Hỏa. Hơn 30 triệu năm trước, những cư dân ánh sáng tới trái đất để sinh sống và bảo vệ con người khỏi hiểm họa của các kaiju cổ đại và tộc alien Kairi, một tộc alien tồn tại ở trái đất từ trước khi cư dân ánh sáng tới. Cư dân ánh sáng hợp thể với con người, bàn cho họ sức mạnh, nhưng dần dần sau một thời gian thì ánh sáng cũng hóa thành bóng tối. Những chiến binh với bóng tối trong họ được gọi là những cự thần bóng tối. Dưới sự chỉ huy của Tiga, họ tàn phá và gây ra nội chiến giữa các Ultraman, dẫn đến sự diệt vong của gần như toàn bộ các Ultraman. Chỉ khi Tiga nghe lời của Jujare, anh quyết định quay lưng lại với tất cả đồng đội của mình và phong ấn họ ở đảo Rulu. Sau đó, anh có được hai đồng đội mới, bộ ba này giờ đây đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ trái đất. Tuy nhiên, Ghijra, một kaiju thực vật cổ đại, cho con người trải qua được hạnh phúc trong khi thân thể họ chết dần chết mòn. Vì bản thân là cự thần ánh sáng, các Ultraman từ chối can thiệp vào quyết định của nhân loại và rời đi. Một số người để lại tượng của chính mình cho con cháu sau này dùng để chống lại bóng tối. Sau đó, tà thần Gantanozoa xuất hiện với đoàn quân kaiju của mình và tàn phá toàn bộ thế giới, dẫn đến nền văn minh cổ đại bị hủy diệt hoàn toàn. 5.000 năm trước sự kiện của Ultraman Tiga ngoại truyện, sự tái sinh của người khổng lồ cổ đại xảy ra. Madoka Tsubasa, con trai của Daigo, quay về quá khứ và hóa thân thành Tiga bảo vệ cho ngôi làng nọ. Tuy nhiên, sức mạnh ấy sau này về tay của một cậu bé trong ngôi làng đó, và ngôi làng này được biết đến với cái tên là làng Tiga. Vào năm 2007 đến 2008 là những sự kiện chính trong series về Ultraman Tiga xảy ra. Năm 2010, sự kiện của movie Ultraman Tiga The Final Odyssey cũng là dấu mốc đánh dấu lần đầu con người đặt chân lên sao Hỏa để biến nó trở thành thuộc địa. Năm 2017, sự kiện của series Ultraman Dina xảy ra. 2032, sự kiện trong movie Ultraman Saga diễn ra. Sao Hỏa giờ đây trở thành thuộc địa của con người. Nozomu Taiga bị bắt qua vũ trụ khác và Asuka, Ultraman Dina liên lạc với Supercast, đánh dấu lần cuối cùng cả hai cùng xuất hiện trong vũ trụ này. Năm 2038, Madoka Tsubasa bị hút vào một lỗ sâu, quay về quá khứ 5.000 năm trước. Tiếp theo, ta rời vũ trụ Neo Frontier Space để bước sang tìm hiểu về vũ trụ của Ultraman Gaia và Agun. Năm 2000, Ultraman Star, một tổ chức gồm các thiên tài chế tạo nên Crysis, một siêu máy tính để dự đoán thảm họa trong tương lai của trái đất, nó tiên đoán rằng thể căn nguyên hủy diệt sẽ mang lại sự hủy diệt cho toàn bộ nhân loại. Fujimiya Horiya tin tưởng Crysis, nên anh đã tìm cách để tiếp cận ánh sáng của biển cả, Ultraman Agun. Năm 2001, Takayama Gamu tiếp cận ánh sáng của đất mẹ Gaia, dẫn tới sự kiện trong series Ultraman Gaia. Năm 2002, sự kiện của Ultraman Gaia trở lại là Gaia. Sau sự kiện của series, cả Gamu và Fujimiya mất đi khả năng biến thân của mình, nhưng để đối đầu với thảm họa còn sót lại của thể căn nguyên hủy diệt, nền văn minh dưới biển cả trao tặng Gamu và Fujimiya khả năng biến thân lại thành Ultraman Gaia và Agun. Bây giờ hãy cùng dạo qua thế giới movie Ultraman Tiga, Ultraman Dina và Ultraman Gaia, đại chiến tại siêu thời không 1999. Đây là thế giới, nơi mà Ultraman là sản phẩm của trí tưởng tượng, làm bởi công ty Tsuburaya. Tuy nhiên, ở vũ trụ này, một cậu bé tên Tsutomu đã triệu hồi Gamu từ chính vũ trụ của anh qua. Ngoài ra, phiên bản Ultraman Tiga và Dina ở vũ trụ này đều không phải phiên bản chính ở vũ trụ New Frontier Space. Tiếp tục vươn ra ngoài không gian, giờ ta tới vũ trụ của Ultraman Cosmos và Ultraman Justice.
Sự kiện ở vũ trụ này không có mốc thời gian chính xác, nên mình sẽ đi từ từ theo các loạt phim được tung ra. Đầu tiên, Ultraman Cosmos – The First Contact. Cosmos truy đuổi Bao-tan tới trái đất và gặp được Haruno Musashi, lúc này còn đang học lớp 5, sau đó rời đi và hứa hẹn sẽ gặp lại nhau. Ultraman Cosmos – The Series. Cosmos gặp lại Musashi khi anh giờ đây đã 19 tuổi, hai người cùng nhau đối đầu với Chaos Hater. Ultraman Cosmos 2 – The Blue Planet. Một năm sau sự kiện của series, Musashi giờ đây nghỉ việc ở Team Ice và trở thành một phi hành gia. Musashi đi đến hành tinh Juran và gặp Cosmos. Trong trận chiến cuối cùng của movie này, Ultraman Justice tới ứng cứu cho Cosmos. Ultraman Cosmos vs Ultraman Justice – The Final Battle. Vài năm sau sự kiện của movie trước thì giờ đây Musashi phải đối đầu với Justice và rồi cùng Justice chiến đấu lại với Giga Ender. Sau đó, Musashi và các kaiju của mình di cư đến hành tinh Juran để sinh sống. Ultraman Saga. Musashi giờ đây sinh sống trên Juran cùng các kaiju và Chaos Hater trong hòa bình, cho tới khi anh bị nghĩa vụ gọi đi qua trái đất khác giúp đỡ cho Dina và Zero. Giờ ta sẽ tiến đến vũ trụ nơi tồn tại một Ultraman huyền thoại, Noah, đó chính là vũ trụ Ultraman Project. Từ xa xưa, ở tinh vân M80, có một vị thần bảo vệ mọi loài sinh vật khỏi sự tấn công của Space Beast, đó là Ultraman Noah. Sau một khoảng thời gian chiến đấu thì một tộc alien lợi dụng lúc Noah đang ngủ, sao chép sức mạnh của ngài và làm nên đất Jagi. Jagi trốn qua vũ trụ khác, vũ trụ nơi tinh vân M78, thánh địa ánh sáng tồn tại, Noah truy đuổi. Sau khi cả hai trở về vũ trụ gốc của mình thì Jagi bắt đầu đi tìm cách hồi sinh lại bản thân. Noah giờ đây là Danet, tiếp tục chiến đấu chống Space Beast, ngài truy đuổi đầu One tới trái đất. Sau đó là sự kiện của movie Ultraman, Danet và series Ultraman Nexus không lâu sau đó. Sau sự kiện, Noah rời khỏi trái đất. Ngoài ra, vào một khoảng thời gian không xác định, Noah từng qua vũ trụ nơi Kaiser Belia nắm quyền trong movie Ultraman Zero, siêu quyết chiến, đế chế thiên hà Belia. Và tiếp theo là trái đất trong movie siêu đại chiến 8 anh em Ultra. Tương tự như movie Ultraman Tiga, Ultraman Dina và Ultraman Gaia, đại chiến tại siêu thời không 1999. Đây là thế giới mà Ultraman là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tuy nhiên đã có một thế lực muốn tàn phá nơi đây bằng cách triệu hồi các Kaiju ra. Nên Ultraman Mebius đã triệu hồi từ M78 qua đây giúp đỡ. Daigo, Asuka, Gamu và bốn cựu Ultra Brother ở đây đều là một phiên bản song song so với bản gốc. Họ vốn dĩ không phải Ultraman, tuy nhiên họ đều thức tỉnh được sức mạnh Ultra của mình ở thế giới này. Giờ ta tiến tới trái đất trong movie Ultraman Saga, hay còn được gọi là Future Earth. Đây là nơi mà gần như toàn bộ con người đều đã bị diệt vong bởi Zetton và Bad Alien. Dina kêu gọi Cosmos và Zero tới trái đất này để giúp đỡ anh bảo vệ nó. Trái đất của Ginga và Victory, nơi Spark Doors tồn tại, nơi sự kiện của series Ultraman Ginga và Ultraman Ginga S xảy ra. Dark Spark War là một cuộc chiến xảy ra khắp mọi multiverse, và tất cả những người tham gia đều bị Dark Lugia hóa thành Spark Doors, từ các chiến binh Ultra tới Kaiju và cả Alien. Và những Spark Doors này rơi xuống trái đất, nơi mà Ultraman Victory tồn tại từ thời xa xưa. Đây cũng là nơi mà sự kiện của series Ultraman Ginga và Ginga S xảy ra. Ultraman Ginga S The Movie, quyết chiến 10 chiến binh Ultra. Etherga, một kẻ thù với sức mạnh không tưởng tới đây để bắt Ginga và Victory. Hắn đã bắt cóc các Ultraman từ các vũ trụ khác nhau để thêm vào bộ sưu tập của mình, trong đó bao gồm Tiga, Dina, Gaia, Cosmos, Nexus, Max, Mebius. Ultraman Zero truy đuổi hắn từ thế giới này, giúp đỡ Ginga và Victory giải thoát các Ultraman khác và cùng mọi người tiêu diệt Etherga. Các Ultraman bị Etherga bắt đều là bản thể chính từ vũ trụ của mình. Ngay lúc này, hãy ghé thăm hành tinh nơi mà Ultra Flyer xảy ra. Từ thời cổ đại, Zygok, một con kaiju đã tàn phá trái đất tới mức các chiến binh Ultraman phải tới để tiêu diệt nó, trong đó có Tiga. Sau trận chiến, Zygok bị phong ấn trong một ngôi đền với viên đá xanh làm khóa. Tiga rời đi, nhưng để lại bức tượng và Spark Lens của mình để cho thế hệ tương lai sử dụng. Lưu ý, Tiga ở đây không phải là một phiên bản gốc. Vào năm 2000, X đá Grisa vào mặt trời, gây ra Solar Flare, đánh thức mọi Spark Doors tồn tại trên trái đất. Việc này cũng biến X trở thành hình dạng dữ liệu. Năm 2015, sự kiện series Ultraman X xảy ra. Tiếp theo, Ultraman X The Movie. Đến đây, những Ultraman của chúng ta. Zygok thức tỉnh, X nhận được sự giúp đỡ của Zero, Max, Ginga, Victory, Nexus và Tiga. Ngay sau đây sẽ là chuyến hành trình tới với hành tinh nơi các ma vương thú bị phong ấn.
Từ thời xa xưa, đại ma vương thú Maga Orochi sau khi đi tàn phá và ăn hết vô số hành tinh, thì địa điểm tiếp theo nó nhắm tới là trái đất. Tuy nhiên ở nơi đây, nó đã bị Zoffi phong ấn. Tiếp sau đó là 6 ma vương thú khác lần lượt bị các Ultraman hạ gục và bắt giữ. Khoảng 1800 trước công nguyên, Ultraman Orb tới trái đất. Orb chiến đấu với Maga Gatanozoa sau khi nó đã thức tỉnh, nhưng cuộc chiến ấy đã hủy diệt hoàn toàn nền văn minh Eastone. Sau đó Orb bảo vệ nơi đây, tới khi sự kiện của series Ultraman Orb, Ultraman Orb The Movie, Hãy cho tôi mượn sức mạnh của mối liên kết và Ultraman Fire Orb xảy ra và kết thúc. Tạm dừng hành trình khám phá đa vũ trụ rộng lớn của các Ultraman tại đây. Ở số tiếp theo, chúng mình sẽ đưa tới hoàn thiện cho các bạn bức tranh tổng thể về The Ultraverse. Vậy nên nhớ subscribe cho kênh và ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhé. Đừng quên để lại cảm nghĩ của bạn về video này cũng như về dòng đọc mới của kênh ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki. Mình là Sirith. Xin chào. ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!